Bà gia đình mình đang ninh nồi cháo các bạn này, nồi cháo để ăn nhé. Ăn cho mùa hè mát lạnh. Không, cua sống được ấy được, nhưng mà mỗi mình thịt với lại cá ấy là không được thôi. Các bạn nhá, đấy mình đang ninh nồi cháo để ăn này. Cháo bầu ăn mùa hè các bạn nhá. Ăn mùa hè để mát các bạn nhá.